Dạ thưa chị các bạn, thì hiện giờ Dũng Chiến đang có mặt ở Tri Tôn, ngọn núi này là ngọn núi Cô Tô. Dạ thưa chị các bạn, thì Dũng Chiến đến đây thì có một vị sư bá râu bạc phơ trắng luôn với cô chú anh chị ạ. À. Và vị sư này cũng đã Chiến cũng đã gọi điện cho sư mấy lần và để gặp sư để biết thêm về câu chuyện của Thích Minh Tuệ như thế nào. Thì Vũ Chiến mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi Vũ Chiến đi đến đó gặp sư bá để trao đổi về vấn đề Phật pháp hay quý cô chú anh chị. Đây, cái đường đi vô quá đẹp luôn, núi rồi. Ở chỗ này nó có một cái hồ mà dân ở đây nói là đây cái hồ nước ngọt quý cô chú anh chị, lớn lắm, thật là lớn luôn. Bây giờ thì mấy anh em đến đây cũng đặt chiều rồi, buổi chiều. Wow, cảnh núi non thật là hùng vĩ. Mà Vũ Chiến cũng không biết tại vì sao trên những đỉnh núi kia lại có những ngôi nhà mà không biết người ta lên bằng đường nào, thì Vũ Chiến cũng không biết luôn. Hay là chắc có đường mòn quá cô chú chị. Mà nếu mà đường mòn mà từ đây mà đi lên tới cái đỉnh trên đó có một ngôi nhà trắng trên đó đó, rồi đi chừng nào mới tới, không hiểu luôn. Nhưng mà phải nói là cảnh núi non thật sự là hùng vĩ, đẹp thiệt. Thất sơn huyền bí. Thường thường trên những đỉnh núi như thế này sẽ có những cái vị cao nhân quý cô chú chị. Ta tu ở trong mấy cái cốc nhỏ trên đó. Những vị cao nhân này nói chuyện rất là hay luôn. Wow. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì sau khi mà anh em cũng đã có hữu duyên gặp được sư bá đây, thì trước tiên cho phép tụi con xin kính chào sư và chúc sư bá được nhiều sức khỏe. Dạ, dạ thưa sư, thì câu chuyện của sư Minh Tuệ trải qua cũng gần nửa tháng nay, thì hôm nay sư Minh Tuệ cũng đã không còn dừng gọi là tự nguyện dừng đi bộ hành nữa. Thì sư có thể cho con biết cái tu hành của sư Minh Tuệ như thế nào và tại sao lại cuộc hành trình của sư Minh Tuệ là không được kéo dài nữa hả sư ha? Dạ. Dạ, Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Kỳ Hương Phật. Lời nói đầu tiên sư bá cũng xin chúc toàn thể tất cả đạo hữu trong nước và ngoài nước luôn được nhiều sức khỏe, thân tâm được an lạc, đạo quả có chuyên cần chắc chắn sẽ đắc cầu sở nguyện. Thì nếu nói về sư Minh Tuệ thì mình không dám nhận xét mà cũng không dám đánh giá. Dạ. Mà cảm nghĩ của bản thân mình, sư Minh Tuệ là một vị chân tu, là một tấm gương để cho mọi người học hỏi, một tấm gương sáng để cho tất cả mọi người chúng ta noi theo gương đó mà học hỏi và tu hành. Dạ. Từ hồi sư Minh Tuệ mà xuất hiện ra không những là nổi tiếng Việt Nam, dạ, mà cả thế giới. Và cũng xin nói rằng sư Minh Tuệ gần đi là đúng lúc, chứ bằng không thì trật tự an ninh nó không được đảm bảo lắm. Dạ. Và rất nhiều trường hợp có thể xảy ra. Dạ. Đối với sư Minh Tuệ thì sư Minh Tuệ đúng lúc và sư Minh Tuệ trở về ẩn tu, đó là chính xác hơn. Dạ. Còn nếu về cảm nhận mà về sư Minh Tuệ, mình xin nói rằng nếu mà tất cả mọi người giống như sư Minh Tuệ thì thế giới chúng ta sẽ được bình an. Coi như một lời nói nặng cũng không có, một cái phiền não cũng không có, thì làm gì có vũ khí, làm gì có chiến tranh, làm gì có đánh nhau, làm gì có cự cãi nhau. Dạ. Nếu mà mọi như sư Minh Tuệ thì một ngày ăn cũng bữa cơm chay thì lương thực tốt không bao nhiêu. Dạ. Và thế giới sẽ bình an, và nói câu nói là đơn giản một điều là diện kiểm soát sẽ không còn luận tội lại.
tòa án không còn xử ai. Dạ. Kể cả công an cũng nhẹ nhàng. Thì trại giam cũng không có. Dạ. Nhà tù cũng không có. Và những trại chăn nuôi heo, gà, vịt, cá này kia, tôm cua cũng không có. Dạ. Xác sanh cũng không còn xác sanh nữa. Mà những trại chăn nuôi tôm cua, cá, gà, vịt thì sẽ được chuyển lại thành đất nông nghiệp, trồng cây, trồng rau, trồng lúa, trồng này kia nọ. Thì sức thử hỏi Việt Nam mình bao nhiêu người ăn được bao nhiêu. Dạ. Trong một bữa thì nó sẽ an lạc hoàn toàn. Dạ. Thì tòa án cũng không phải làm cực việc cực nhọc nữa. Dạ. Mà còn nhà máy sản xuất rượu thì nếu trường hợp mà như vậy thì đâu có còn uống rượu. Thì chắc chắn là nhà máy sản xuất rượu sẽ bỏ. Thì bỏ thì nhà máy sản xuất rượu sẽ trở thành một cái xí nghiệp may, hay là xí nghiệp may dài may gì đó. Dạ. Hay sản xuất gì đó thì có lợi cho đất nước rất nhiều. Dạ. Nhà máy sản xuất thuốc lá cũng vậy, thì không cần phải là bệnh viện phải trị bệnh phổi hay này kia nọ, hay là nhà nước phải vận động bỏ thuốc lá, hay là chỗ công cộng này kia nọ cấm, nghiêm cấm được. Dạ. À, mà đặc biệt nhất nếu trường hợp như sư Minh Tuệ thì công an rất nhẹ nhàng hỏi kiểm tra nồng độ. Dạ. Hỏi kiểm tra nồng độ cồn. Dạ. Công an khỏe ra, đâu có ai nhậu đâu mà kiểm tra. Dạ. Phải không? Thì bệnh viện lại lợi ít nữa là không phải tiếp nhận. Dạ. Tai nạn giao thông. Đó là cái lợi ích mà của sư Minh Tuệ đem lại cho đất nước Việt Nam chúng ta. Đúng rồi. Và cả thế giới. Dạ. Đúng rồi. Thì cái đó, cái lợi ích đó là quá sức tưởng tượng. Dạ. Mà. Vậy mà có những người là hình ảnh sư Minh Tuệ đi vậy có làm gì được cho đất nước đâu. Rồi kéo theo cái sự ồn ào của tín đồ Phật tử nữa. Dạ. Dạ thưa thưa, thì sau một khoảng thời gian thì tới, có những người nói là tới ngày mà cái ngày đại hội Phật Đản, cái gì lễ ngày lễ Phật Đản vừa xong á, thì sư Minh Tuệ lại mất đi. Đó là giống như là ngày xuất hiện xong, lộ tướng xong rồi ngày sẽ đi. Cái điều đó thì sư bá có thể cho tụi con biết về cái quyền năng hay là cái thiên cơ gì không ạ? Cái này thì chắc có lẽ mình không dám nói đâu. Dạ. Vì gì? Bất khả tư nghị. Thiên cơ bất khả lộ. Dạ. Thiên cơ bất khả lộ. Nhưng mà ngày vừa ăn thì đúng là đúng rồi. Dạ. Chứ bằng không thì chuyện gì xảy ra ở đây sẽ căng lắm. Dạ. Thí dụ mình nói thí dụ, ngài còn đang đi bộ hành, rồi 3.000 người ở bên Ấn Độ qua. Dạ. Tìm ngài là gặp ở đâu? Không lẽ gặp dưới đường. Dạ. Rồi tất cả các nước nữa bay qua nữa. Dạ. Rồi gặp ở đâu? Thì sự ồn ào náo nhiệt mà cực khổ cho công an của chúng ta. Dạ. Cực khổ cho chính quyền, phải bảo vệ, phải làm đủ thứ chuyện. Dạ. Thì như vậy thì cũng đúng lúc ngài trở về tu, coi như là thánh tu. Dạ. Là tốt nhất, và để cho cộng đồng mạng hay là dân chúng bớt xôn xao, chứ có khi mấy ngàn người sao chịu nổi. Dạ đúng rồi. Mệt lắm. Mà giả lại như vậy thì sư Minh Tuệ lại bị mệt mỏi, bị căng thẳng quá, người tỉnh lễ nhiều rồi, người coi như áp sát sư Minh Tuệ, rồi thêm bảo vệ, thêm. Dạ. Coi như là hình như tất cả, kể cả công an phải mệt mỏi, chính quyền mệt mỏi. Dạ. Thì như vậy thì hẳn là vừa rồi. Dạ. Xuất hiện như một lúc vậy, giống như một vật báo quý, một cái viên ngọc quý mà quý. Báo mà coi như là cả thế giới đều biết rồi. Dạ. Thì thành ra là giờ này cho ta thấy được rồi. Dạ. Cần gì nhiều nữa. Sư bá nói như thế thì con lại có cái biện luận như thế này. Khi mà mình xuất hiện xong tới cái thời gian nào đó vừa đủ cho cả thế giới biết rồi là ngài sẽ giống như ngài sẽ ẩn tu. Còn sư bá có cái câu khi mà 6 năm bên ấy là cái thời điểm đó, có trùng với cái Phật Thích Ca Mâu Ni không sư bá? Thì cũng tựa đó. Thì Phật Thích Ca cũng Thái tử Tất Đạt Đa. Dạ. Tu 6 năm khổ luyện. 6 năm khổ luyện, dạ. Và sau khi thăm thiền nhập định 49 ngày. Dạ. Ngài đắc quả, ngài gọi là biết yêu nữ, nó dạ. Hóa thành tiên nữ. Dạ. Và hại ngài. Thì hiện tại ngài Minh Tuệ cũng đang tới tình trạng đó rồi đó. Còn dạ. Nhiều người đang tới tình trạng đó rồi. Dạ. Thì thành ra là
mà cái Sư Minh Tuệ đi cái đó là không phải là đi tu học, nhưng mà ngài đi giống như là đi hoằng pháp độ sanh. Dạ. Thì từ nơi đi tới đâu chỗ nào thì mọi địa phương đó là an bình, là vui vẻ và đón tiếp đồng hồng. Ở ngày chỉ ăn một ngày không bữa cơm thì dạ, nghĩ sức khỏe làm sao chịu nổi. Dạ. Đây là chứng minh rõ con người chúng ta không ăn nhưng vẫn khỏe. Vẫn khỏe. Ờ, một dạ, ngày có một bữa cơm vậy mà cái sự sức đi bộ của ngài quá sức tuyệt. Dạ. Thì có nhiều trường hợp mà nói là mình là phải ăn cho nhiều, một ngày tôm, cua, cá, gà, vịt, heo, bò, hai này kia nọ đủ thứ. Dạ. Rồi kể cả thuốc bổ, sữa này kia. Dạ. Lâm hết để bổ bổ cho sức khỏe. Dạ. Nhưng mà coi lại ngày Sư Minh Tuệ chỉ cần một bữa ăn dài, bữa trưa thôi, nhưng mà ngày vẫn khỏe. Dạ. Mà cái đức bộ hành của ngài đi giống như bay thì khó có ai sánh được. Dạ. Thì chứng minh rằng con người chúng ta không cần phải ăn nhiều. Chính thì là thật sự mà nói thì nói có nói đó, thì cái pháp này tôi cũng đã qua là một tuần lễ không ăn là bình thường. Tôi là không sư bác cũng có luyện nhiều rồi. Dạ. Nhiều lần là một tuần lễ không ăn mà chỉ uống nước không. Dạ. Gọi là thanh lọc cơ thể, đó là pháp môn thanh lọc cơ thể thôi. Bệnh ngoại trường sinh học là hay có trường hợp đó, và tôi đã rất nhiều lần, nhiều lần là không ăn mà chỉ uống nước không thì nó cũng bình thường hết. Dạ. Còn ở đây thì tôi ăn thì một ngày cũng có khi một cử, hai cử, ba cử có, nhưng mà đói thì ăn, không đói thì thôi, mà ăn có chút xíu à. Dạ. Bữa cơm tôi chỉ có nửa chén cơm. Dạ. Với rau cải này kia nọ thôi, mà nay được 16 năm rồi. Dạ. Nói về Sư Minh Tuệ thì mình cũng ngẫm lại mình, nếu trường hợp đất nước Việt Nam mọi người giống như mình 16 năm thôi nha. Dạ. 16 năm rồi thì rượu chè bia rồi thuốc lá hay là những, tất cả những động vật, những động vật, động vật đâu khỏi. Dạ. Khỏi chết khỏi gì hết thì sao bình yên. Mình đã được 16 năm là mình đã công luyện cái trường hợp đó rồi, thì tại vì sao mình dám nói là tòa án không thất nghiệp, rồi viện kiểm soát thất nghiệp, rồi công an thì khỏi cần phải kiểm tra nồng độ cồn rồi kia nọ. Dạ. Rồi bệnh viện thì nhẹ nhàng, rồi các trại chăn nuôi thì cũng không cần phải nuôi nữa, bị nuôi đâu ai ăn. Dạ. Mà cái này rất đặc biệt là đem lại bầu không khí xanh cho môi trường. Dạ. Cho đất nước, nghĩa là các trại chăn nuôi nó phóng quế ra những cái chất thải dơ hôi thối. Dạ. Đủ thứ thì nó sẽ ô nhiễm môi trường nước. Dạ. Và không khí nó sẽ ô nhiễm, hay là những nhà máy sản xuất này kia nọ khói lên thì nó ô nhiễm. Thì chúng ta nếu trường hợp mà như ngài Minh Tuệ hiện tại giờ này thì quá tuyệt vời. Dạ. Còn có nhiều người phản biện nói như thân ngài Minh Tuệ thì tiền đâu ăn, gạo đâu ăn, cái kia nọ, ủa đâu có bao nhiêu đâu. Dạ, đâu có bao nhiêu đâu, ta ăn đâu có nhiều đâu. Dạ. À, thì cái này là đánh giá thì không dám đánh giá. Dạ. Nhận xét thì không dám nhận xét, nhưng cảm nghĩ của mình, cảm nghĩ nếu dạ, trường hợp tất cả mọi người dân trên thế giới này đều như ngài Minh Tuệ thì quá tuyệt định. Dạ. Nhà ngửa ngủ không đóng cửa. Dạ. À, coi như là đồ đạc thì không coi sợ mất, mà dạ, tiền thì cũng không phải lo nữa. Dạ. Rồi, A Di Đà Phật. À, có những người nói với con chắc chắn là Sư Thích Minh Tuệ chắc chắn sẽ đạt giải Nobel vì hòa bình, là cái đó cái nói vui sư à. Và dạ, thưa sư thì theo con biết thì cái tu theo cái khổ hạnh đầu đà mà của Sư Minh Tuệ mà đi gọi là tu kiểu mà ép sát như thế á, thì nó rất là khó khăn và phải tu luyện, và người phải có giống như là có một giống như ơn trên đưa xuống vậy đó mới làm được, phải không sư? Dạ. Đó là công năng và thiền định. Dạ. Công luyện mới được, còn bằng không thì thua. Bằng dạ, không thì thua, không thể nào được đâu. Những người mà đi dạ, theo Sư Minh Tuệ thì không đạt được tới cái đỉnh đó đâu. Dạ. Vì Sư Minh Tuệ đã đạt được cái đỉnh cao rồi, đỉnh cao lắm rồi. Ừ, 13, Sư Minh Tuệ đạt được 13 cái kỷ luật. Dạ. Thứ nhất là ngày ăn chiên ngày một bữa. Dạ. Mà vẫn khỏe, mạnh bình thường. Thứ hai là ngủ nhà quan, nghĩa địa. Thứ ba là một người đầu tiên của Việt Nam. Dạ. Sinh năng. Ngày vừa. Thứ tư là một người bị mũi cắn nhiều nhất. Dạ. Thứ năm là người ngủ ngồi. Dạ. Thứ sáu là người không muốn nổi tiếng mà nổi tiếng. Dạ. Cả thế giới. Và thứ bảy là chỉ có một nồi cơm điện thôi, nhưng mà làm sao xôn xao quần chúng, đủ thứ hết, đủ thứ.
cả thế giới luôn. Dạ. Và thứ 8 là Ngài là một người đầu tiên của Việt Nam đi bộ nhiều nhất. Dạ. Thứ 9 là Ngài là một người Việt Nam không vợ, không con, đi ăn xin mà đi xin một bữa ăn. Dạ, lần đầu tiên. À, dạ. À, và thứ 10 là các bạn vô tốc đã tôn sùng và kính nể Ngài. Dạ. Và thứ 11 là tất cả nhân dân Việt Nam, những người nào hiểu theo Sư Minh Tuệ, dạ, thì tôn kính Sư Minh Tuệ giống như vị Phật sống. Dạ. Kể cả thế giới hiện tại. Đó. Còn thứ 11 là đặc biệt nhất, Ngài biết được thiên cơ. Ngài biết được thiên cơ. Dạ. Ngài phán cái gì là ra cái này. Dạ. Phán cái gì là ra cái này. Đặc biệt luôn. Còn cái trường hợp mà chỉ cần trong vòng 5 giây thì có 90 triệu người để theo Sư Minh Tuệ thì một người đó quá nổi tiếng. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Tôi không dám nói người nào tu xấu, dạ, người nào tu tốt, nhưng riêng Sư Minh Tuệ, cảm nghĩ của tôi là như vậy. Dạ. Chứ tôi không dám đánh giá. Không đánh giá ai hết. Dạ. Mà không dám nhận xét. Dạ. Cảm nghĩ thôi. Nếu mà chọn kỷ lục Guinness thì hầu như Sư Minh Tuệ đã đạt hết những kỷ lục. 13 kỷ lục. Dạ. Còn chiếc sư quá để nói vui như thế. Dạ. Người Sư Minh Tuệ là người không phải tầm thường mà người phi thường. Người phi thường. Mà gọi là phi thường luôn. Dạ. Có ai mà ngủ ngồi đâu. Dạ. Rồi có ai mà đi ăn xin mà ăn xin chỉ ăn xin một bữa thôi, không sao ăn xin tiền. Còn bữa nay lộ luôn cho quý vị nghe. Dạ sao? Tại sao Sư Minh Tuệ người ta cúng nhưng người ta không lấy? Là sao sư bá? Sư bá có thể tiết lộ. Sư Minh Tuệ đến chỗ nào xin là ăn, chứ người ta cũng không nhận. Vì những người cúng có thuốc độc. Quý vị hiểu? Dạ hiểu. Dạ con hiểu. Thí dụ cúng đem vô đó Sư Minh Tuệ ăn. Dạ. Anh đừng sao? Phải thử trước. Dạ. Còn này là Sư Minh Tuệ tự lợi tới cái chỗ nào đó đang xin rồi, đang quán đang bán hay nhà ta đang vô xin là bất ngờ có. Dạ, dạ, dạ. Hay chưa? Hay, hay, không hay. Ai nghĩ ra chỗ này. Dạ. Tại sao cúng Sư Minh Tuệ không lấy, không lấy, dạ, không lấy? Nhưng mà Sư Minh Tuệ đặc biệt tới chỗ nào là xin chỗ đó là ăn chỗ đó, hay vô cái nhà nào xin là ông định thành trước rồi. Dạ. Không khéo thì coi chừng người ta cúng dường, người thương người ghét mà. Dạ. Đúng không? Chứ chẳng chờ hai các loại gì lãnh đạo của mình ăn cơm thì bác sĩ phải thử trước. Dạ. Đi Sư Minh Tuệ lấy gì thử. Dạ. Thì Ngài tự kiếm ăn, tự xin ăn. Dạ. Để chi nói về đủ. Dạ. Không dám nói nhiều nữa, tại vì người ta đã biết trước. Dạ. Vấn đề. À, dạ sư sư bá thì có người lại nói với con như thế này, tại sao Sư Minh Tuệ lại chọn quốc lộ để đi mà không đi những con đường như tiểu lộ? Và cái vị đó nói với con là tại vì á, quốc lộ là nơi xảy ra những trường hợp tai nạn giao thông mất rất nhiều, và những cái vong linh ở đó còn quanh quẩn ở đó, thì Sư Minh Tuệ chọn quốc lộ đi để giải thoát cho cái những vong linh đó. Sư bá nghĩ sao? Cái vị đó nói về tới giờ con thuật lại câu đó con nổi óc. Linh bất linh bất ngã. Dạ. Người và vật đồng một tánh linh. Dạ. Tuy không biết nói nhưng không biết nghe. Dạ. Dương gian âm cảnh đồng nhất lý. Nếu trường hợp chúng ta đi sâu đến mức độ đó thì chúng ta sẽ biết được những quan hồn, những quan gia trái chủ. Dạ. Nhất là những âm binh chiến sĩ phước mặt phước mài, chết quan chết ức, chết đâm chết chém, chết bờ chết bụi, không nơi nương tựa, không người thờ phượng, không chỗ thân. Dạ. Sống giấc dơ giấc dưỡng mọi nơi. Dạ. Thì Sư Minh Tuệ đi ngang để quá duyên cho mọi người. Dạ đúng. Nhưng ai đi đến bậc cao thì mới thấy được chỗ đó. Dạ. Còn ai mà chưa cao thì chưa thấy được. Dạ. Bởi vì dương gian âm phủ đồng nhất lý, nó rõ ràng. Dạ. Dạ sư bá có một cái câu hỏi như thế này nữa, giống như là tại sao lại Sư Minh Tuệ lại chọn miền Bắc trước? Và có những người lại nói với con là người dân miền Bắc người ta tích tôn sùng cái Phật giáo, có điều đó có đúng không sư bác? Tại vì người Sư Minh Tuệ là người ở ngoài ngoài đó, dạ, và đồng thời muốn lấy cái gốc, dạ, ngày xưa Phật đã ở nước Tần, ngày nay Phật đã bước lần vào Nam là phải bước vô ở ngoài Bắc trước mới vô Nam, dạ, thì ông Phật Hoàng Trần Nhân Tông, dạ, là xuất hiện đầu tiên là tại Việt Nam mình. Dạ, dạ, dạ. Việt Nam mình xuất hiện đầu tiên là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Dạ đúng. Thứ hai là ông Phật Thầy Tây An. Dạ. Thứ ba là ông Phật Chùm. Dạ. Thì ba vị Phật này
thì một ở ngoài miền Bắc, hai vị là ở trong này. Dạ. Và tới cùng cuối cùng là Đức Bổn Sư, rồi tới Đức Quỳnh Giáo Chủ này. Dạ. Thì rõ ràng bây giờ là mà ở trong Nam này tất cả các vị Phật xuất hiện ở trong Nam là toàn An Giang. Toàn ở An Giang. Toàn An Giang. Dạ. Đức Bổn Sư khi giải Bát Quay rồi ông Ba Thới rồi Đức Cố Quảng hay là kia là toàn An Giang. À, sư có thể tiết lộ cho con nha, về đó, An Giang có thể là người ta gọi là vùng đất thánh, cái điều đó có đúng, đất Phật có đúng đúng vậy không sư bác? Dạ. Đất Phật chứ không phải là đất, đất Phật. Dạ. Bởi vì đất Phật là Phật thầy Tây An xuất hiện tại An Giang. Dạ. Phật Trùm xuất hiện tại An Giang. Dạ. Và Đức Quỳnh Giáo Chủ là ngài từ nhỏ không tu. Dạ. Nhưng mà ngài Đức Quỳnh Giáo Chủ thì sau khi 20 tuổi là ngài ra khai đời ngoại đạo. Dạ. Năm 1939. Dạ. Là 18 tháng 5 1939 chuẩn bị đại lễ. Dạ. Đại lễ là lớn nhất của Việt Nam. 18 tháng 5 năm 1939 mà 18 tháng 5 mỗi năm. Nhưng mà năm nay là lớn nhất. Năm nào cũng lớn. Năm nào cũng lớn. Năm nào cũng lớn. Mà tất cả cái người ở An Giang là tập trung để lo. Dạ. Lo việc báo thí. Dạ. Lo việc để từ thiện cho mọi người. Từ thiện. À, dạ sư bác thì sau khi hình ảnh sư Minh Tệ xuất hiện thì tất cả những người dân trong miền Nam giống như là người ta đang hao hức, người ta chờ đón hình ảnh của sư Minh Tệ vô để người ta đứng hai bên đường người ta đảnh lễ thôi. Nhưng mà điều đó hiện bây giờ là không thành sự thật. Thì theo sư Thiên Bá nghĩ đó là có tiếc nối cho người dân miền Nam không? Nếu mà trường hợp chúng ta mà cảm nhận được thì ngài ở đâu thì chắc là ngài mình hiểu được. Dạ. Rồi không có cần phải là ngài để đến đây rồi mình đảnh lễ cái xong hoàn là hết sao? Dạ. Rồi mấy ngày đó làm sao? Dạ. Ngày đó được rồi mấy ngày sau làm sao? Dạ. Thì chúng ta cứ cảm thấy được một cái hạnh phúc nhất là chúng ta đã biết được ngài xuất hiện tại Việt Nam, và trong YouTube thì coi hình như ngày nào cũng có. Vậy là mình cũng đã thấy rồi. Đã thấy hết rồi. Dạ. Tôi theo dõi thường xuyên. Dạ. Ừ, theo dõi thường xuyên. Dạ. Rồi đây thì dạ thưa sư bá, thì sau khi mà tụi con hỏi sư bá nhiều vấn đề sư Minh Tệ rồi thì con hỏi thêm về sư bá một tí xíu. Hồi nãy con ngồi là tâm sự với tụi con thì sư bá có nói là sư bá có ước nguyện là để giống như là đấu giá cái sau chuỗi nào của sư bá đó để sư bá làm công việc thiện nguyện, thì sư bá có thể ở đây sư bá giới thiệu cho mấy anh em tụi con biết luôn và khán giả biết luôn. Dạ. Là mình sẽ đấu giá sau chuỗi này. Đấu giá sau chuỗi này là tại Việt Nam mình chỉ có một sau, không có sau thứ hai. Là không thể kiếm được sau thứ hai. Đấu giá sau chuỗi này thì để mình làm việc thiện. Dạ. Mình bán ra mình làm mình mua đồ làm việc thiện. Dạ. Sẽ cho giá. Thì đấu giá là đấu giá. Ai đấu giá thì gì thế? Nhưng mà đó là cái làm bằng chất liệu gì hả không sư bác? Cái tiết độ hộ phách là nhựa thông nằm dưới lòng đất trên 300 năm. Dạ. Mà cũng có thể là cả ngàn năm. Dạ. Cái này mình cũng được một vị người ta tặng cho. Dạ. Chứ mình không tiền đâu mua. Dạ. Cho thì cho rồi xong rồi hoàn mình đeo cái giờ này thì chắc có lẽ tới đây mình thấy đeo hoài người ta cũng nhìn hoài thôi nó không được hay lắm, thành ra thôi để xin phép em có dịp thì mình đấu giá để dạ. Được thiện luôn. Sau chuỗi này đây, sau chuỗi này là có 102 ở Việt Nam không có sau thứ hai. Dạ. Rồi dạ cho con hỏi thêm thì sư bá năm nay sư bá được nhiêu tuổi? Năm nay 63 tuổi. 63 tuổi là Nhâm Dần. Dạ sư bá ở đây được bao nhiêu lâu rồi sư bá? Mình về vùng núi này được 16 năm. 16 năm. Dạ. Nhưng mà ở bên Vạn Liên mình cũng có rồi, trong này cũng có nhiều chỗ, nhưng mà chỗ này là chỗ đặc biệt nhất. Chỗ này là mình thỉnh cái miếng đất này thì có một vị Phật giống như vị Phật nằm đấy. Dạ. Vị đá này. Là chỗ con với sư bá đồ đang tọa trên đây. Dạ. Tới đây sẽ là một cái thủ của ngài, là cái đầu á. Đầu Phật ráp lên. Dạ. Đó là cái mõm đó mình đang ngồi giống như vị Phật nằm luôn. Phật nằm đây là mình ở trên kia cùng cậu, còn cái đầu sẽ là cái đầu. Cái đầu là lúc trước là cũng có mà bị đập bỏ rồi. Dạ. Mấy người đập phá mà đập rồi thì mình phục chế lại cũng đi luôn rồi. Dạ. Cái người đập là bị mất tại chỗ. Đập đấy họ lấy đá hay sao chứ bác? Đá bát. À. Thành ra giờ mình mua về đây thì nó có về rồi. Nhưng mà tới đây mình phục chế lại. Dạ. Mình phải xin phép đàng hoàng. Dạ. Xin phép phục chế lại. Dạ. Dạ. Làm cái đầu lên. Còn mình vẫn đứng nguyên. Dạ. Làm đầu lên. Thì nếu trường hợp được thì ở Châu Đốc thì có một cái
tượng Phật ngồi. Dạ. Thích Ca, ở đây là một cái tượng Phật nằm. Dạ. Thì ở đây là núi này, núi gọi là Phụng Hoàng Sơn. Phụng Hoàng Sơn. À. Dạ. Thì coi như thầy có nói là trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao nhiều bá quý. Dạ. Mà chỉ bảy núi, chỉ có hai núi là tốt tươi, là rồng là Ngọa Long Sơn. Ngọa Long Sơn là núi dài năm giết. Dạ. Là rồng. Phụng Hoàng Sơn là núi này, núi Cô Tô là Phụng Hoàng Sơn, là Phụng Hoàng Sơn. Chỉ có hai núi là đặc biệt nhất. Dạ. Trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao nhiều bá quý. Dạ. Khương Tử Nha sống dậy còn phiền câu không nhành, chờ non phụng gái. Non và phụng luôn thấy không? Dạ. Câu không nhành chờ non phụng gái. Ở cái ao vậy mà, cái hồ vậy mà cá mấy chục ký, cá 5-6 chục ký. Ở núi Cấm thì cá cũng có lớn, nhưng mà con cá là 2-3 năm nó gặn lần, nên là nó không còn lớn, nó còn cá đây, cá hồ đây mấy chục ký. Dạ. Với cái hồ với ha, số lớn. Dạ. Coi như là câu không nhành chờ non phụng gái là ông không có câu mà cá lên quá trời. Dạ. Dạ. Dạ, hôm nay thì tụi con được giống như được hữu duyên được gặp sư để sư bá truyền cho con những cái kiến thức để cho tụi con chia lên sẻ lên trên cộng đồng mạng về vấn đề của sư Minh Tuệ và đặc biệt về cuộc đời của sư bá ở đây. Dạ. Thì cuối cùng thì tụi con xin kính chúc sư được nhiều sức khỏe. Dạ, con cảm ơn sư rất là nhiều. Dạ. Quý vị nhớ ủng hộ chia sẻ với